Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới về, một chiếc xe phân khúc hạng C, rộng rãi thoải mái, sedan hai đầu, mang thương hiệu đến từ dòng xe của Mỹ, nên là đặc trưng của dòng xe Mỹ rồi, công nghệ nhiều, form dáng thì dày dặn, đầm chắc, chắc chắn, chạy cực kỳ là cứng cáp, xe chạy rất là bốc luôn, mà giá thành thì lại cực kỳ là rẻ. Đây chính là một chiếc Chevrolet Cruze đời 2015. Số sàn xe trang bị động cơ là 1.6. Hôm nay thì trang bị một lớp sơn màu trắng ngọc trinh, rất là đẹp. Với tầm tiền ngang một chiếc i10 thôi, mà i10 thì phân khúc hạng A, chúng ta chỉ thêm một chút tiền nữa thôi, thêm đúng một xíu tiền nữa thôi, với một chiếc i10 cùng đời bản đủ số sàn thì chúng ta thêm một xíu tiền nữa là anh chị em đã có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Về phục vụ gia đình, so với một chiếc i10, chúng ta đi 5 người lớn thì rất là chật chội, nhưng với chiếc xe này đi 5 người lớn ngồi thoải mái luôn, rộng rãi thoải mái. Trong khi đó thì trang bị động cơ 1.6 nó mạnh mẽ hơn i10 rất là nhiều. Khi mà chúng ta đi đường những con đường dốc, con đường đèo thì chiếc xe này nó sẽ đáp ứng cho nhu cầu anh chị em với cái việc đi chơi, đi du lịch xa nhà, công tác xa nhà dài ngày cũng được, bởi vì là cốp xe của nó cũng rất là rộng, nên chúng ta sẽ cân đối giữa i10 và chiếc xe này thì chúng ta nên chọn một chiếc xe rộng rãi để phục vụ gia đình. Ở đằng sau xe thì cũng được trang bị là 4 cảm biến lùi phía sau, cảnh báo va chạm sớm cho anh chị em, tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra. Và đèn sau thì đã được ốp mạ chrome rồi, đèn trước cũng được ốp mạ chrome luôn. Nhìn cái form dáng xe nó mạnh mẽ hơn thêm chút nữa và cực kỳ là cứng cáp và chắc chắn. Xe trang bị 4 la răng đúc, đa chấu kép và 4 phanh ABS được trang bị rồi, xi nhan tích hợp trên gương, tay nắm cửa được ốp mạ chrome, xe siêu đẹp siêu nét, máy số zin, cột kèo keo chỉ còn nguyên zin nguyên bản, xe đẹp không lỗi. Và hiện tại thì chiếc Cruze đời 2015 số sàn trang bị động cơ 1.6 này em đang giao bán với mức giá là 305 triệu đồng. Tuy nhiên giá thành có thể thương lượng và giá thành vẫn còn có thể bớt thêm khi mà anh chị em thiện chí nhiệt tình gọi điện về để thương lượng giá cả 0855 966 966 để thương lượng trực tiếp luôn, hoặc là các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe. Form dáng thì sang trọng, rộng rãi hơn i10, nhưng giá thành thì chỉ tầm một chiếc i10 hơn một chút xíu thôi là anh chị em đã sở hữu xe này rồi. Tội gì mà đi i10 cho nó chật chội, đi chiếc này rộng rãi thoải mái hơn, công nghệ nó cũng nhiều hơn cả i10. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất của xe để review cho anh chị em về nội thất bên trong sau khi mà review ngoại thất bên ngoài. Xe quá là đẹp rồi, đẹp tuyệt vời long lanh luôn. Và anh chị em nào chưa đăng ký kênh YouTube này, chưa follow fanpage TikTok cũng như là Facebook thì nhớ follow kênh giúp em, cũng như là đăng ký kênh giúp em nhé, để không bỏ lỡ bỏ qua những cái video chi tiết của từng chiếc xe một. Đầu tiên về nội thất bên trong thì với ghế da hai tông màu còn zin đét theo xe nhá, còn zin đét theo xe luôn, công nghệ thì nhiều mà giá lại rẻ. Trên vô lăng tích hợp bàn phím, vô lăng được tích hợp bàn phím rồi, có cụm đèn pha auto, cụm đèn pha là cụm đèn pha auto. Hệ thống túi khí hôm nay được trang bị túi khí an toàn trên khoang lái với một chiếc trên vô lăng và một chiếc bên táp lô ghế phụ. Các bác nhìn cái vô lăng của nó đẹp chưa, vân viết nổi rất là đẹp, quá là đẹp luôn, vân viết nổi rất là đẹp, không có hiện tượng là sờn mòn hay là bạc màu trên vô lăng. Đi vào bên trong này, phần công nghệ nữa là em này trang bị là đầu đài giải trí nguyên bản, có ổ đĩa CD nhá, có ổ đĩa CD rồi. Điều hòa dưới này thì lại được trang bị hẳn điều hòa auto cơ. Đấy, công nghệ rất là hiện đại luôn, mà giá thành thì cực kỳ rẻ. Điều hòa auto với hai vùng nóng lạnh, chưa? Với hai vùng nóng lạnh luôn. Đấy. Và trần nỉ nguyên bản theo xe, xe còn đẹp nét căng. Đấy, trần nỉ nguyên bản nhá. Và các bác nhìn này, cái ghế da của nó căng chưa? Quá là căng mọng luôn. Rất là căng mọng. Hàng ghế trước và hàng ghế sau thì gọn gàng sạch sẽ. Táp ly táp lô thì vân viết nổi đẹp. Yeah. Cụm đèn pha thì cũng được trang bị là cụm đèn pha auto rồi. Về mặt chất lượng này, đây các bác nhìn này. Đấy, cái con ốc giằng cửa này nguyên màu sơn luôn, zin đét luôn nhá. Xe siêu chất lượng. Và quay đến phần chỉ này, đây là phần chỉ của cánh trước bên lái. Đấy, không mất một phần chỉ nào anh chị em nhé, không mất một phần chỉ nào cho các bác luôn, chỉ nó rất là đẹp.
đến cái phần ốc bản lề ở trên cột để review phần cột cho anh chị em này. Đẹp chưa? Quá đẹp rồi. Bản lề trên này, bản lề dưới này. Và các bác nhìn này, con vít khóa cửa này, nguyên màu sơn mà nó còn mới như thế này, rất là mới nhá. Đấy, bóng loáng luôn, còn nguyên màu sơn gắn trên cột này, thì chứng tỏ cái cột này nó di đét rồi. Đấy, các bác thấy chắc xe chưa? Ngõ chắc lịch luôn, xe đi rất là bền nhá, đầm chắc chắc chắn, cực kỳ là bền. Đấy, như vậy thì phần cột này và phần cánh trước ở bên lái là ok rồi. Nhân tiện đây thì em sẽ mở luôn cái phần lắp cabo ra để nát sẽ review luôn cho anh chị em ở bên trong phần khoang động cơ. Ở đây. Đấy. Bây giờ sẽ xuống một chút phần sắt xi khung gầm ở đằng trước bên lái. Chuẩn thương hiệu của Mỹ nhá, không có hiện tượng hàn gì mới mòn dịch, quá là chắc chắn luôn. Dòng xe Mỹ thì bao giờ cũng đầm chắc rồi, to khỏe mạnh mẽ, to cao đẹp trai luôn nhá, rộng rãi và phải mạnh mẽ rồi. Đấy, sắt xi khung gầm không có hiện tượng hàn gì mới mòn, cũng như là vết hàn cắt ghép nối gì, rất là đẹp đây. Đấy. Em đi xuống cánh đằng sau bên lái này, đây là phần chỉ này, chiều bánh sau bên lái đây nhá. Đấy, thẳng tắp không mất một phần chỉ nào. Ở đây những cái con vít khóa cửa này, nó đều còn nguyên màu sơn nhá, đều còn nguyên màu sơn. Và ốc giằng cửa này, đây, ốc giằng cửa đây cũng còn nguyên màu sơn luôn, được chưa? Ốc giằng cửa cũng còn nguyên màu sơn, zin đét luôn nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản luôn, được chưa? Bây giờ thì em sẽ đi xuống phần cốp đằng sau. Nó là xe phân khúc hạng C rồi nên cốp sau nó cũng rất là rộng luôn. Đấy, bật mở bằng chìa khóa luôn nhá. Cốp này sau đây, phân khúc C rất là rộng. Về mặt chất lượng, form dáng không có hiện tượng lệch lạc về form về dáng nhá, không có hiện tượng là lệch lạc về form về dáng. Và em quay đến phần chỉ này, thẳng tắp luôn, phần chỉ là thẳng tắp luôn nhá, còn nguyên zin luôn. Và hai bên cái máng nước này nó không có hiện tượng là lệch lạc về form về dáng luôn nhá. Chỉ trước ok rồi. Đấy, bây giờ thì sẽ xuống phần sắt xi khung gầm cho anh chị em. Trước khi xuống thì chúng ta sẽ xem cái phần lốp xe cua này. Xuống phần lốp xe cua. Đấy, xe cua đây nhá. Rất là đẹp. Lốp xe cua nó cũng vẫn còn khá là dày nhá. Xe cua còn khá là dày, khá là dày và đẹp luôn. Bây giờ sẽ xuống sắt xi khung gầm bên dưới. Đây là phần sắt xi khung gầm bên dưới này. Và nhìn cái phần cổ xà cái nhá, cái ống xà này nó cũng không bị han luôn. Cái ống xà nó cũng không bị han luôn. Và sắt xi khung gầm rất là chắc chắn và cứng cáp luôn nhá. Rất là chắc chắn và cứng cáp, không có hiện tượng là han gì, mối mọt hay là có hiện tượng là hàn cắt ghép nối nhá. Đấy, đẹp chưa? Rất là đẹp rồi. Cực kỳ là đẹp. Em đi sang phần thân bên phụ này. Đi sang phần thân bên phụ của xe. Phần chỉ đây. Đấy, anh em chú ý nhìn nhá, phần chỉ đây. Đấy. Chỉ nó zin đét luôn nhá. Phần chỉ nhá. Ốc giằng cửa cũng như là cái phần vít này, vít khóa cửa này. Đấy, còn nguyên màu sơn đấy nhá. Nguyên màu sơn, nguyên zin luôn. Thậm chí là những cái con ốc bản lề trên này nó cũng còn nguyên màu sơn. Đấy, bản lề là gắn trên cột này. Những cái con ốc bản lề này nó còn nguyên zin rồi thì cái phần cột này chắc chắn là nó sẽ còn nguyên zin luôn. Được. Đấy, bản lề trên này, bản lề dưới các thứ màu sơn màu đỏ này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Vẫn còn nguyên nhá, nguyên zin luôn. Đây là cái con vít khóa cửa này. Xe rất là chất lượng, cực kỳ là chất lượng luôn. Em đi lên phần cánh trước bên phụ này. Đi lên phần cánh trước bên phụ. Thì ở đây là cái phần ốc giằng cửa nhá. Đấy, ốc giằng cửa nó cũng còn zin đét luôn, còn nguyên màu sơn luôn đây.
Đấy, còn nguyên màu sơn. Ở phần vít khóa cửa. Đấy, các anh nhìn này. Cũng EC, cũng còn nguyên zin sơn. Dạ, bóng loáng luôn này. Đẹp, găng đẹp khét luôn. Và quay đến cái phần chỉ của cánh chiếc nguyên phụ đây. Đấy, cái này là cái lớp cao su chắc là bóc ra rồi. Đây nó để lại cái phần keo ở đây. Nhá. Cao su thì bóc ra rồi, nó để lại phần keo ở đây. Đó. Như này chỉ có gì này. Nó cũng không mất một phần chỉ nào. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ này. Bắt đầu vào phần khoang động cơ. Và bên trong phần khoang động cơ đầu tiên là nó khô ráo, không có hiện tượng là chảy dầu chảy mỡ nhá, khô ròng luôn, được chưa? Khô ròng. Các bác nhìn này, những cái con ốc màu này, ốc chân máy này, đó, ốc chân máy này nhá, ốc chân máy còn nguyên màu sơn, máy số của nó zin đét rồi, rất là bền luôn. Đấy, ốc chân máy các bác có thể bao lại nhìn này, còn nguyên zin màu sơn luôn, đó nhá, nguyên zin màu sơn. Đấy. Rồi ngay cả những cái rắc điện này, xe Mỹ thì nó cũng rất là bền rồi, rắc của cụm đèn pha đây. Cũng còn nguyên màu sơn luôn. Ở đây nhá. Còn nguyên màu sơn nhá. Nguyên zin màu sơn. Dạ. Máy số zin rồi nhá, máy số zin đét luôn. Ốc cabo này, đây là ốc cabo bên lái này. Rồi ốc cabo bên phụ. Nó cũng còn nguyên zin rồi. Sang cái phần ốc cụ giảm sóc. Ở đây. Đấy. Phần này cái màu sơn nó vẫn còn nhá. Màu sơn nó vẫn còn nguyên zin này. Đấy, được chưa? Màu sơn nó vẫn còn zin luôn. Còn ở đây thì nó vẫn còn cái lớp đệm này. Cái đệm bên ngoài. Đấy, bỏ ra thì này, các bác nhìn này. Được chưa? Ốc giảm sóc nó cũng còn nguyên zin màu sơn, các bác nhá. Ok chưa? Zin đét luôn rồi. Xe rất là đẹp, tuyển chọn rất là kỹ, siêu nét luôn. Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể quý anh chị em một chiếc Chevrolet Cruze đời 2015 phiên bản số sàn, trang bị động cơ là 1.6, một chiếc xe mang cái thương hiệu của dòng xe Mỹ, đầm chắc chắn, giá thì cực kỳ là rẻ, giá thì chỉ ngang i10 thôi, 305 triệu đồng. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp về số điện thoại cũng như Zalo để thương lượng giá cả, 0855 966 966. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.